chuyền về Quốc Trung. Đường chuyền rất nguy hiểm. Đấy! 1-0 cho Hưng Yên. Sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Sông Lam Nghệ An và họ đã phải trả giá. Thành Trung là người đã gỡ hòa cho Hưng Yên ở những phút bù giờ. Rất dẻo. Đấy! Vào như vậy là có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Hưng Yên đã nỗ lực đến những giây phút cuối cùng, nhưng cuối cùng họ vẫn để thủng lưới. Say strong boys, yeah, your focus and concentration need to be 100%. So every time there was a lack of this focus and concentration, yeah, we conceded most of the goals. Rất là vui và tự hào của em với tư cách là một người đội trưởng. Em chức vụ của em càng cao thì cái nhiệm của em trong đội càng lớn, nên em phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt mà các thầy đã tin tưởng và giao cho em. Giải đấu này với các anh lứa tuổi lớn hơn thì với tôi thì tôi thường nhắc các cụ là trước tiên các con phải tự tin. Tuy là chúng ta có là ít tuổi hơn nhưng mà chúng ta phải có tự tin và dám làm những gì các con tập thì để tin kết quả nó sẽ như mong đợi. Theo tôi thì nếu mà một đội bóng mà được chơi với một giải đấu trên tuổi của các bạn và các bạn được thi đấu cọ sát với các anh thì cái đầu tiên các bạn ấy được đấy là sự tự tin, và cái thứ hai là cái sự chuyên môn của các bạn được nâng lên rất là cao, vì đấy là một cái liều thuốc thử rất là lớn để cho các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Qua các trận 17 Hưng Yên đã có tỷ số trước nhưng mà vẫn để thua vào cả những tình huống cuối, thì trong đấy nó có liên quan đến thể lực của các con gia súc và có đôi chút của mất tập trung của cầu thủ trẻ khi kém tuổi hơn tham dự giải đấu này, và chúng tôi cần cải thiện nó trong thời gian tới, đặc biệt nhất là vòng loại và vòng chung kết của U15 sắp tới. Bóng đá không thể nói trừ từ gì cả, thì đội em đa số là các cầu thủ trẻ nên là về những việc về những cuối thể lực và thể trạng nó yếu đi hơn đối thủ là điều hiển nhiên. Chúng em đã học được tính quyết liệt trong thi đấu và mạnh mẽ trong thi đấu, và chúng em cần cải thiện thêm về thể lực và cái sự tự tin trong thi đấu. Thì tôi vui nhất là khi những cảm xúc mà các bạn ấy vượt qua những lúc khó khăn, chẳng hạn như là khi đối phương ghi bàn thì các bạn đã cố gắng để giành giật cơ hội và để hòa. Bởi các em lớn nhất là đúng là bàn thắng là lớn nhất của Sông Lam Nghệ An, vì trong lúc đó đội em đó là bàn thắng cơ hòa để củng cố lại tinh thần cho toàn đội và cố gắng thi đấu. Overall, information is that if you look through the results, yeah, because that was for us not the most important ambition, yeah, but if you look at the experience and the maturity and the improvement finally goalkeeper players and team showed in the course of the championship, then as a technical director I can only be happy about the experience they have got. Đã tạo cho chúng em một cơ hội một sân chơi để chúng em thể hiện mang cái đam mê của mình, và em xin cảm ơn đến tất cả các bạn, các đồng đội, người đồng đội của mình đã luôn kề vai sát cánh và chơi trong những trận vòng loại. Hãy tự tin chiến thắng và các con sẽ làm được nếu các con đam mê và nhiệt huyết.